Xin chào tất cả quý anh em, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với bên sân trường thi. Rồi tiếp tục khung giờ quen thuộc 11 giờ 19 giờ. Bên sân thì phát sóng giao lưu với anh em những dòng cây khai thác. Rồi tiếp tục giới thiệu với anh em một cái cây chủng loại cây sơn liễu. Một cây sơn liễu, cây này một cốt phân chi cành rất là bài bản rồi. Rồi cảm ơn quý anh em xem tổng thể cây. Cây này là cây tầm trung, bonsai mini tầm trung 2 người B. Một người B thì rất là nặng quá nè. Cây sơn liễu có cái bộ cốt rất là lớn nha. Bây giờ mà sơn liễu người ta có những cây một cốt như này thì cũng thuộc loại khá là ok, khá là ok nha quý anh em. Để chơi khá là ok nha. Tại vì cái dòng sơn liễu nó ít có những cây mà cốt to như thế này. Thì mời quý anh em xem tổng thể cây, xíu nữa bên sàn thi quay gần quý anh em xem chi tiết hơn. Đây, xem tiêu đa thông số. Rồi cây này có quanh, quanh cái thân tại vị trí này là 32 nha quý anh em. Thân cây này là 27 nha. Cây này có chiều cao cây mà tính từ mặt chậu. Tính từ mặt chậu lên là ngọn nó khoảng 53 nha quý anh em, 53 nha. Và củ tán. Củ tán thì khoảng 50. Chậu này là chậu chữ nhật. Kích thước là 50 quý anh em, 50. Cao chậu thì khoảng 14. Và cây này cái chiều ngang tán, phụ tán theo hướng ngang tầm khoảng 48 của này, 48. Và chậu này ngang là 34 nha, 34. Cây một cốt khá là ok. Cây này là chơi cây bồi sang lụng lực hai người bơi nha. Bộ đế khá đẹp nè quý anh em. Dòng sơn liễu. Sơn liễu chúng ta có những cốt cây như thế này thì khá là hiếm nha. Dòng sơn liễu thì nó rất là lâu lớn. Chi cành thì được phân chi cái cành rất là bài bản. Từng phân bánh cho quý anh em luôn, chơi từng chi luôn. Rất là đẹp quý anh em. Cây này thì cũng khá lâu rồi, cây này tầm khoảng 4 năm quý anh em, 4 năm từ phôi nha. Chi cành là 4 năm từ phôi. Cây này sơn lồng sơn liễu thường chơi cái đọt đỏ nha. Ta chơi đọt đỏ. Và cái chơi được cái hoa nó màu trắng, li ti màu trắng cũng khá là đẹp. Dòng lá rất là đẹp, lá rất là nhỏ này, li ti luôn. Còn chi cành rất là bài bản. Cái này cũng đáng đợi với anh em sưu tầm. Cái vườn bonsai chúng ta có đầy đủ chủng loại cây. Rồi bữa nay em xem tổng thể cây lần nữa, mình sẽ thi giao lưu và giá giao lưu cùng bữa nay. Cây này thì nó khá là nặng bữa nay, thì phải ship còn khá là cao. Cây này thì ship có cặp nha bữa nay. Bữa nay hợp ý thì liên hệ trực tiếp số điện thoại mình sẽ thi ở ghi trên màn hình, hoặc là các bạn Zalo số điện thoại trên màn hình của đây số Zalo. Cây sơn liễu. Quý anh em quan tâm thì gọi điện trực tiếp hay các bạn Zalo. Mình xin thì báo giá cho quý anh em nha.